23, 22, 20, 19, 18, 19, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Happy New Year! Đà Nẵng là thành phố với bề dày truyền thống, với những đặc tính riêng có, những bứt phá nhất định, những mục tiêu hành động vì một thành phố năng động, tạo nên điểm nhấn độc đáo và phát triển theo chiều dài và chiều rộng mà biểu tượng không thể thay thế là những cây cầu. Trần Long và Anh Phương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đặc biệt VTV8 chào năm mới 2016. Chúng ta đang bước qua những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới 2016 và xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các quý vị khán giả nhân dịp xuân mới. Vâng, và đặc biệt thời khắc đầu tiên chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng là giây phút đầu tiên mà kênh truyền hình quốc gia VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt khán giả. Đây là một kênh truyền hình với nhiều chương trình mang màu sắc của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, ra đời trên cơ sở hoạt động của ba trung tâm truyền hình Việt Nam, đó là VTV Huế, VTV Phú Yên và VTV Đà Nẵng. Và với việc ra đời kênh VTV8 thì các khán giả tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng như là khán giả cả nước sẽ có thêm nhiều lựa chọn khi xem các bản tin, các chuyên mục và các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, và riêng trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì các phóng viên, biên tập viên của kênh những không khí thông tin về đón chào năm mới ở khắp mọi nơi. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu như là một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều niềm hạnh phúc. Cảm ơn tâm trình diễn của tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình cùng hai vũ đoàn Hoàng Thông và Sắc Việt. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng hòa mình